khí điện còn ghê hơn 4 giờ. Không dễ ghê. Xin chào các bạn, và hôm nay tụi mình có một chuyến đi ra khỏi nước Việt Nam rất là vội thưa các bạn, để vận chuyển một số hàng hóa. Sau cái vụ này anh em mình khá đúng không? Đúng rồi. Anh em sẽ nổi tiếng. Hôm nay tụi mình đi đâu anh Phương? Hôm nay mình sẽ đi qua cửa khẩu Mộc Bài. Là đi đâu, nước nào qua? Campuchia. Campuchia đúng các bạn, một chuyến đi vội qua Campuchia. Về tới nhà hết mẹ ăn hết hết mấy cái nước bên cạnh ở đây nó khác với Sài Gòn ha, nhìn trong quá à. Trong không nước mắm cũng khác nữa, đã dở lắm, sướng bên khác luôn, đặc sản Tây Ninh. No bụng rồi giờ đi tiếp nè. Cái mình nhận biết được là cái bánh canh của Tây Ninh á với lại bánh canh Sài Gòn nó khác nhau nhiều lắm. Bởi vậy mình rất là thích xuống Tây Ninh ăn bánh canh. Cái bánh canh mà trên Sài Gòn mà tụi mình ăn là cái bánh canh trong đúng không? Đúng rồi. Còn đây là bánh canh gạo với lại cái nước lèo đây nó cũng khác nữa. Còn nhiều bạn mà hỏi mấy cái blog trước mà hỏi mình mua cái cây này ở đâu là mua 43 Cô Bắc nha các bạn. 43 Cô Bắc quận 1. Đó, cứ qua bển mua, nó anh Vũ giới thiệu qua sẽ được gặp Vinh Gấu. Ok, giờ đi tiếp các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình đang có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài nha các bạn. Chuẩn bị đồ má đi qua bên thế giới bên kia.
thế giới bên kia của nước Việt Nam chứ không phải là đồ má. Đồ má bữa nay tài xế xạo không? Đồ má đi đâu chơi vậy? Mang chi gì đồ như thiệt vậy? Đi qua bên nước ngoài chơi hả? Nước ngoài mà. Gì kêu vậy á? Đồ má xe đi phượt rồi nè. Ủa mà ủa cái bản số này là bản số châu Âu mà ta? Châu Âu đúng không? Giống Cộng hòa Séc vậy á? Cộng hòa Séc đúng không? Đúng rồi. Quá ghê luôn. Lần đầu tiên tới đây luôn á. Là ngoài nước á, nước ngoài nghĩa là ngoài nước á. À, đúng là mấy xe phượt luôn á. Vua phượt. Ra mang theo vỏ xe cua đồ luôn á. Đồ nghề luôn á, có gì là bụp xẹt tại chỗ luôn á. A few moments later. Giảm giảm cái lạnh nhỏ xuống anh. Để nói chuyện rồi. Thưa các bạn, mình đéo tin là cái bắp bo Mỹ đủ má đi nước nào cũng được hết mà đi Campuchia đéo được. Con cặc lằn vô dân quá. Thì bây giờ đây là cái câu chuyện nè. Thì á cái bắp bo mình á nó còn 5 tháng mấy, gần 6 tháng nó mới hết hạn. Mà theo luật mà cục cảnh đủ hàng không Việt Nam thì mình cũng biết luật biên giới á, cục hải quan Việt Nam á là bắt bo phải trên 6 tháng mới được đi qua nước Campuchia. Thì đó đủ má thì bây giờ nói sàn tới sàn lui mình nhờ cò lái các kiểu thì không có đường nào mà qua được hết đó, nên tụi mình quyết định là đi cái đường đủ má đường vậy nè, đường tiểu ngạch nữa. Tiểu ngạch là sao, là nói chung là đủ má đi vượt biên lậu rồi các bạn, con đường mòn Hồ Chí Minh. Thì lá hồi sau clip này mình sẽ cho các bạn coi, hoan chờ mình cho các bạn coi cái con đường tiểu ngạch, cái con đường đi lậu và từ Việt Nam qua Campuchia như thế nào cho các bạn coi. Đang trên đường đi á thì tụi mình đủ má xui sao bị bắt. Tụi mình bị bắt ở ngay cái trạm mà cũng như là cái biên phòng cuối cùng á để mà qua bên Campuchia á. Thì đéo biết sao nữa. Đủ má ông này á thì đủ má nó kiểm tra bắt bo thì đủ má ổng cho ổng đi được. Còn nó kiểm tra bắt bo Mỹ của mình á. Nó nhìn mình như mày bị chi não quốc tế các bạn. Đủ má đéo cho qua luôn. Đủ má mém xíu là định cư bên Campuchia đem luôn rồi. Đủ má. Ê má cái đó bị bắt là đủ má phạt rồi, ở bển là chắc phiền lắm mà nó nhốt đủ má rồi. Đi. Thì thôi các bạn, và không vì một lý do gì đó tụi mình dàn xếp, tụi mình đủ má múa lửa, tụi mình khóc dữ quá các bạn. Nên tụi mình đang trên đường về Sài Gòn trở lại. Và khuyên các bạn luôn là
nếu mà có đi qua Campuchia đó thì cứ đi theo đường mà luật lệ mà giấy tờ chính ngạch đi, chứ mà đi cái đường tiểu ngạch như mình á không phải ai cũng hên giống vậy đâu các bạn, hiểu không? Thì nói chung blog này đủ má hài bể lồn. Cái con đường đi hồi nãy á, mình nghĩ mà đủ má lúc ông chở mình á, đủ má té xuống một cái là hai thằng như hai cái cục sình, là đủ má đi đéo mang đồ luôn cả. Con đường mà không có đường chỉ có nước thôi, đúng không? Nhìn hai bên đường mà đủ má thiệt luôn, mình nãy cái ông chạy xe bãi lồn luôn, cái đường đó mình nhìn là đéo bây giờ mà qua được luôn á, nước nó ngập đủ má gần nửa bánh xe mà ông chở tống bà ông đéo té luôn, ông đéo té luôn mà hai mình đủ nghĩ ông đầu có đủ má để té xuống, hai anh em đéo có đồ thay về luôn, mẹ. Nói chung chuyến đi này á đi đéo được gì đó mà cũng vì cái đéo được gì mà nó vui. Và bây giờ anh em quay trở lại Sài Gòn và mình sẽ đi qua tại đại sứ quán Mỹ và gia hạn cái passport của mình cũng như visa của mình để mọi thứ hợp lại để mình có thể đi du lịch những nước khác. Đúng là những nước tư bản, nó chỉ chơi những nước tư bản thôi. Đéo biết mà đường đâu mà mò luôn. Má nhìn cái con đường nãy má đéo có đèn luôn. Đéo có đèn luôn, trong gần luôn. Ủa má thấy cái đường đó mà đi đường khuya một cá thì có đè ra nó bú đéo biết. Đéo biết kêu ai luôn. Đồ má thì má đâu anh nghĩ đường khuya mà đụ má mình gái thì nó hiếp chứ con trai đụ má nó lấy thật nó đụ má. Chết mẹ dí chạy đéo má chạy gần quảng luôn á đều quá. Má mày má đã xăm mình nhìn ghê quá. Má gì tội phạm chi nã nha. Má gặp đi bữa tối nó bắt được cho nó nhốt luôn á. Nãy khứa nó nhìn mình nó biết nếu mà khứa nó mạnh chạy lướt qua thì đéo sao. Má xuống nhìn em từ trên dưới là đụ má nó nghi rồi. Má đéo tin có một ngày cái bách bo Mỹ mà đụ má phải đi vượt biên luôn. Đụ má thề má mà đéo có bách bo Mỹ là đụ má lỏ con chim luôn. Đụ má. Mày qua đây in tụi bọt mày. Đụ má gọi thầm chi nào quốc tế đồ á. Cho mà qua cũng được á, mình tụi bọt là chết tụi tao luôn. Ôi đụ má. Đụ má. Ví dụ mình qua bển đường nó bắt đụ má cho bắt về bắt nguyên đám bắt hết luôn đụ má vui vậy. Em nhớ nó hỏi không? Tên gì vậy? Được. Em đi giữ tên gì kỳ vậy? Má tính qua Campuchia ăn gà để tham quan cảnh các bạn. Mà mình tưởng tượng một cái mình đi cái đường lậu này á, mà lỡ mình quậy quọ hay mình làm gì mà công an mà nó bắt mình một cái, lỡ đéo thả mình về Việt Nam đâu. Nó phải chuyển mình vô bên trong thủ đô bên trong luôn á. Ủa, thủ đô của Campuchia là gì ta? Gì? Vinh năm bên hả? Vinh Chăm gì á? Vinh Chăm. Thì biết sao không, nó phải chuyển mình vô thủ đô ở bển luôn, thành phố lớn luôn, nó mới có tà đại sứ quán được. Tại vì mình là công dân Mỹ, bất cứ luật pháp gì á là nó phải chuyển mình lên tận sứ quán hết. Có nghĩa là nãy mình qua bển mình chơi mà mình bị bắt một cái là mình ở bển mấy ngày luôn á, nó chuyển luôn, nó chuyển qua chuyển lại luôn, chuyển về Việt Nam luôn. Để xong đủ má chuyển về Mỹ luôn. Đồ má chơi khôn mới luôn. Vui. In the box qua đây, in the box luôn, mới trốn lệnh chi nã. Má tính qua Campuchia ăn gà để tham quan cảnh các bạn. Mà mình tưởng tượng một cái mình đi cái đường lậu này á, mà lỡ mình quậy quọ hay mình làm gì mà công an mà nó bắt mình một cái, lỡ đéo thả mình về Việt Nam đâu. Nó phải chuyển mình vô bên trong thủ đô bên trong luôn á. Ủa, thủ đô của Campuchia là gì ta? Gì? Vinh năm bên hả? Vinh Chăm gì á? Vinh Chăm. Thì biết sao không, nó phải chuyển mình vô thủ đô ở bển luôn, thành phố lớn luôn, nó mới có tà đại sứ quán được. Tại vì mình là công dân Mỹ, bất cứ luật pháp gì á là nó phải chuyển mình lên tận sứ quán hết. Có nghĩa là nãy mình qua bển mình chơi mà mình bị bắt một cái là mình ở bển mấy ngày luôn á, nó chuyển luôn, nó chuyển qua chuyển lại luôn, chuyển về Việt Nam luôn. Để xong đủ má chuyển về Mỹ luôn. Đồ má chơi khôn mới luôn. Vui. In the box qua đây, in the box luôn, mới trốn lệnh chi nã. Để điểm kế tiếp. Còn bây giờ thì mình đang có mặt tại tòa đại sứ quán Mỹ để mà kiểm tra và renew lại cái passport của mình. Mưa quá trời mưa luôn, người đông quá trời đông, ướt nhẹp. Ok, và hồi nãy tôi đã quay trở lại tòa đại sứ quán Mỹ sau 14 năm. Đây là lần thứ 2 mà kể từ cái ngày mà tôi đi với mẹ tôi phỏng vấn để mà qua Mỹ, đây là lần thứ 2 tôi quay lại chỗ này. Thì cái kinh nghiệm của mình rút ra được là các bạn đi du lịch, các bạn đi định cư hay là tất cả cái gì đó mà liên quan tới lại passport, hồ sơ thì các bạn nên check cái ngày mà expire của nó, là cái ngày mà hết hạn của nó. Thì mình sơ suất của mình là mình quên check cái ngày đó nên mới có cái sự việc, có cái blog ngày hôm nay vừa vui vừa buồn, nhưng mà hy vọng là mọi thứ nó xảy ra ok. Mình sẽ có được cái passport mới và everything is legal. Và hẹn gặp các bạn tại blog kỳ sau và cảm ơn tất cả các bạn đã coi blog này. Peace.